việc binh lính của Hàn Quốc đã xâm chiếm đất đai và cô thành của chúng ta. Các vị khanh gia có kế sách gì đối phó với họ không? Hả? Ngô Thừa Tướng, khanh có ý kiến gì không? Đại Dương, nhiều thừa tướng là người đức cao danh trọng, đối với việc binh lính của Hàn Quốc rất là am tường. Hay là để cho nhiều thừa tướng ra ý kiến đi. Đại Dương, thần lúc nào cũng chủ trương hòa bình, muốn dập tắt chiến tranh. Nhưng lần này hành vi của Hàn Quốc thật mà khó lòng nhịn nhục. Mọi người đều biết rằng Cô Thành là thổ địa của nước ta, người Hàn nó muốn chiếm lấy. Hơn nữa Đại Dương nhận thấy Hàn Quốc như vậy mà không muốn phẫn nộ lòng dân, thì Đại Dương hãy đem oai nghị của mình mà dẹp hết bọn chúng đi. Vô tính bất năng lập, vô oai bất năng trị. Sự gì đã xảy ra như vậy? Thần nghĩ rằng chỉ phải xuất binh mà để lấy lại thành trì. Ngô Thừa Tướng, khanh là người lúc nào cũng xuất chinh, việc này khanh có đồng ý hay không? Đại Dương, thiệt không giấu giếm, về việc này thần có ý kiến khác. Nếu như khanh có cào kiến gì thì hãy nói cho trẫm biết. Hàn Quốc xâm chiếm lãnh địa của nước ta, xuất quân lấy lại thành trì là vì muốn giữ uy tín, vốn là việc hợp lệ mà thôi. Nhiều đại nhân đã thấu hiểu sự việc của Hàn Quốc hư thật như thế nào. Trận chiến này nếu thắng cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng gần đây Hàn Quốc không ngừng chiêu binh mãi mã, đã không coi rẻ sự huấn luyện của Tam Quân. Thần nhận thấy rằng nếu nhất định lấy lại thành trì thì chúng ta sẽ trả một giá không ít. Hơn nữa sẽ khiến cho quân lính của chúng ta bị tổn thương nguyên khí. Đại Dương cũng biết Triệu Quốc là nước lân cận với chúng ta, gần đây đã hăng hái giúp nước rèn luyện Tam Quân, và mắt hổ đăm đăm nhìn vào cường giới của nước ta. Nếu như chúng ta vì một thành trì nhỏ nhỏ không đáng kể mà để cho Triệu Quốc có sơ hở lợi dụng, vì chuyện nhỏ mà mất đi chuyện lớn thì không phải là thượng sách. Những điều khanh nói cũng rất có lý. Nhưng mà mình bỏ thổ địa của nước mình không ngó ngàng, không lẽ hai tài dâng hiến cho họ hay sao chứ? Đại Dương, đó chỉ là kế tạm thời. Đợi thời cơ chín mùi, không những lấy lại Cô Thành mà còn có thể lấy lại gấp 3 lần, khiến cho quân địch phải trả lại đất đai. Ngô Thừa Tướng, nếu như để địch hùng cứ chiếm lấy thổ địa mà không màng đến như vậy, tinh thần của bên địch được tăng cao, còn quân của mình tinh thần sẽ bị giảm sút. Tới lúc đó đã không những lấy lại được thành trì như lời người ta nói, e rằng quốc cảnh của nước mình cũng càng nguy kịch hơn đó. Lời nói của nhiều thừa tướng rất là đúng. Tại hạ đang muốn kích thích lòng hoài bão của Hàn Quốc, để cho Hàn Quốc dương dương tự đắc. Ngô Thừa Tướng, khanh càng nói thì trẫm càng không hiểu, khanh hãy giải thích rõ ràng đi. Dạ Đại Dương, ta tin là mọi người đều biết rằng tánh tình của Hàn Dương rất tầm thường và hay coi thường mọi việc, tự nghĩ là Hàn Quốc là đại quốc trong Trung Nguyên, thường ngày xuất binh để mà khiêu chiến. Các nước khác đã chuẩn bị đối phó, chỉ tiếc là các nước không có tinh thần đoàn kết lẫn nhau. Họ sợ rằng vừa mới xuất binh thì người khác sẽ lợi dụng cơ hội này, cho nên tất cả đều án binh bất động. Thần nhận thấy rằng không những tạm thời bỏ Cô Thành mà còn phải tặng thêm một số thành trì nhỏ cho Hàn Quốc nữa, thì Hàn Dương sẽ mừng rỡ dương dương tự đắc, vậy sẽ càng đòi hỏi các nước khác lấy thêm đất đai. Nếu như Tề Quốc nhân nhượng các đất thì Tần Quốc chưa chắc gì đã chịu, nhưng một nước muốn đánh giặc như là Triệu Quốc thì càng tỏ ra không bằng lòng. Chúng ta đợi Hàn Quốc và Triệu Quốc đánh nhau thì Đại Dương hãy phát binh công kích Hàn Quốc. Tới khi đó không những chỉ là một Cô Thành mà tất cả đất đai của Hàn Quốc sẽ do Đại Dương chiếm giữ. Hay lắm, quả nhiên là tuyệt kế. Nói tới Ngô Thừa Tướng, không những là điều binh khiển tướng mà đồng thời mưu kế của khanh cũng cao hơn mọi người. Bản Dương thật không hổ thẹn có một tướng tài như khanh. Đại Dương quá khen, thần chỉ là hết sức mình báo đáp ân điển của Đại Dương. Hay lắm, hay lắm. Tôi muốn gặp chủ của ông. Tôi đã nói với anh rồi, anh có đợi tới trời tối á, chủ nhân của tôi cũng sẽ không có gặp anh đâu.
Anna không đáng là một thực khách cho Ngô phủ. Đi lẹ đây. Khoan đã, tốt nhất là hãy nói với ông ta, nếu không dùng bản quyền thì tốt nhất ông ta hãy giết tôi đi. Không thôi, nếu sau này tôi nương tựa vào cái đền của ông ta thì lúc đó ông ta sẽ hối hận không kịp đâu. Vô đi. Tướng công. Phu nhân, là bà hả? Tướng công, thần thiếp thấy người về nước mà vất vả, cho nên đã tìm đầu bổ để người được bồi dưỡng. Cảm ơn phu nhân. Tướng công, đêm nay gió bất đang thổi tới, coi chừng kẻo bị bệnh. Nếu như thân thể bị bệnh yếu thì khó lòng mà vì quốc vất vả. Ta thiệt may mắn có người vợ tâm tư hiền hòa như là bà, để cho chồng của mình an tâm an trí nghĩ tới chuyện của quốc gia đại sự. Tướng công, lúc nãy thấy người đang coi bản tre này hết lòng ngưỡng mộ không rời khỏi tay, như vậy là của người nào viết đây, làm cho người phải coi trọng như thế? Bản tre này mấy hôm trước có một thực khách nương tựa vào Ngô phủ. Người này thì là có kiến thức, thanh niên trẻ mà đã có kiến thức như vậy rất là khó kiếm. Tướng quân lúc nào cũng lựa người trong sạch, thì thiếp nghĩ rằng tướng quân nên thu thập người này để làm đệ tử cho Ngô phủ đi. Vì dáng mạo mà vội vàng chọn lựa. Lúc đầu ta thấy chữ viết của hắn không có được nghề ngắn, chưa coi lời văn thì đã kêu người từ chối rồi. Thiệt nghĩ không ra là xém chút mất đi một nhân tài. Như vậy rất dễ. Tướng công phái người thông báo với anh ta đi. Tướng công có danh vọng trong quy quốc, tất cả người nào cũng đều nguyện ý để làm môn đệ cho người mà. Phu nhân, bà thiệt là biết cách nói chuyện, biết làm thế nào cho ta được vui lòng. Tướng công, đang còn nóng hay ăn đi? Được, chúng ta cùng ăn chung nha. Được rồi, lúc nãy tôi đã có nói rõ ràng làm sao để vào thực khách của nhiều phủ. Bây giờ mọi người hãy viết những ý kiến của mình lên trên những bản trúc này. Bắt đầu đi. Nè, đừng có đi. Bàn Nguyên, những người đã cười Ngô Khởi là đầu heo trắng. Trong khi tức giận, Ngô Khởi đã lấy đao giết chết 30+ người. Ê, khách quan, bộ anh không phải là ở đàn nhiều phủ sao? Tại sao về nhanh như vậy? Có phải là đáp không được đề mục của nhiều đệ nhân hay không hả? Vì những đề đó rất là nông cạn, nếu như có đáp được thì cũng không giấu được quá khứ của tôi, cho nên tôi không đáp. Anh một chữ cũng không biết viết thì nhiều đệ nhân làm sao biết được anh là người có tài hoa chứ? Tôi chỉ viết có hai chữ mà thôi. Viết hai chữ? Hai chữ gì đây? Hai chữ Bàn Quyền. Quảng Nương, gã còn đã coi được bản văn chương nào trội xuất nhất hả? Cha, những người viết văn chương này giống nhiều khác ít, về mặt quán giải là không có gì mà đặc biệt. Những thực khách giống như chúng nó thì trong phủ ta đã không ít rồi. Coi ra nếu muốn tìm một kiệt xuất nhân tài thì thật là không dễ dàng. Tiểu thư, cô coi nè. Bàn Quyến, tại sao người này chỉ viết có hai chữ mà thôi? Hay là anh ta không giải đáp được vấn đề của cha? Thôi, lão phu đã ra những vấn đề đó, có gì mà khó để giải đáp? Người này có vẻ kỳ quái. Không nô à, người là người ý kiến nhiều nhất, người nhận thấy ra sao? Em cảm thấy người này cố ý làm như vậy. Cố ý viết xuống hai chữ Bàn Quyền mà không giải đáp vấn đề thì có dụng ý gì? Lão gia đã đề ra những đề mục là để mọi người phân tích hiện tại tình thế của thiên hạ. Đề mục này tôi là dễ đáp giải, nhưng nếu viết ra những đặc tính của ý kiến phải mất đi một thời gian mới có thể viết được lên bản tre này. Giá lại người này viết chữ lại tháo, mà nếu như viết dồi dào phong phú, nếu không đọc kỹ càng thì khó mà phán quyết được cái tuyệt hảo của người đó. Nên đã cố tình viết xuống hai chữ Bàn Quyền để chủ trương độc đáo và gây sự chú ý của người khác. Người này quả thật là thông minh, biết gây sự chú ý của người khác. Không biết tài hoa của người này có khác hẳn với mọi người hay không. Hồng Nô nhận thấy là người này từng trải qua đã nhiều,
Nếu tính tài hoa thì nhất định sẽ hơn những thực khách khác. Ta cũng muốn thấy được người này, coi thử tên bà Nguyện này là một nhân tài như thế nào. Tiểu thơ, Hồng Nô nhận thấy người tên bà Nguyện này nhất định hơn hẳn mọi người. Tiểu thơ, chuyện gì vậy? Em muốn nói là người mà đã viết xuống hai chữ bà Nguyện nhất định là không đơn giản. Tiểu thơ có đồng ý không? Đồng ý hay không đồng ý thì có sao đâu. Anh ta cũng là một thực khách mà. Ừ, vậy cũng phải. Dù có người nhưng mà trong lòng của tiểu thơ đã không có người nào có thể bằng được người đó. Người nói bậy. Còn là ai nữa? Đương nhiên là người hộ kiến bất bình đó, là người anh hùng rút đào tương cứu mỹ nhân đó. Nói bậy không hả? Tiểu thơ, em đã hầu hạ tiểu thơ nhiều năm, tiểu thơ nghĩ việc gì em làm sao không biết được. Từ khi tiểu thơ về nhà đã đem lòng nhớ nhung người đó mà cơm nước không màng. Đến nằm mộng cũng kêu tên người đó. Thật sao? Nếu không là như vậy thì làm sao em biết được cái tâm tư của tiểu thơ. Em lại chọc ghẹo ta. Chết rồi, chết rồi. Tôi cảm ơn anh lần này đã tới thông báo cho tôi. Công tử đừng khách sáo. Tôi chỉ dân lệnh của lão già tới đây để mời công tử tới phủ. Làm phiền. Quay, đi mau đi nha, đừng kể nữa tôi làm ăn á. Anh không sao chứ? Có sao không? Hả? Còn bị bệnh phong hủi nữa. Quay, đuổi nó đi mau. Khoan đã, người ta chỉ muốn xin ăn mà thôi. Ở đây có một chút tiền, anh hãy đem đi để dùng. Cảm ơn công tử. Không cần khách sáo, từ từ nha. Từ từ. Tiểu thơ, chuyện gì vậy? Tiểu thơ, nghe nói cái tên bà Nguyên đó đã tới như phủ rồi, có muốn đi coi không? Chỉ là một con người thì đâu có gì mà để coi. Trong lòng tiểu thơ chỉ có một người thôi. Ngươi còn dám nói? Đâu có gì đâu, em nói là tự em đi coi mà. Chính là lão già của tôi. Kẻ hèn sẽ bái kiến nhiều đại nhân. Anh là bà Nguyên hả? Quả nhiên là một nhân tài. Cảm ơn đại nhân khen thưởng. Té ra lệnh ta. Tiểu thơ, là việc gì nữa đây? Nếu cái tin tức này có thể làm cho tiểu thơ vui mừng, trước tiên tiểu thơ hãy tặng cho em một cái áo mới đi. Con nhỏ ngỗ nghịch này, có việc gì cứ nói đi. Tiểu thơ nhận lời trước đi. Được rồi, ta nhận lời đó. Tiểu thơ, cô có biết không, té ra bà Nguyên là người kỳ trước đã giúp chúng mình đối phó giặc núi đó. Thật sao? Áo của em đâu? Nghe chủ động nói rằng khách trọ đã ra nghĩa giúp một người bệnh phòng hủi. Lòng lương thiện của anh rất đáng khen. Nhưng mà anh có nghĩ qua rằng làm như vậy có thể bị bệnh phong hủi lây cho anh đó hay không? Hồi bẩm đại nhân, lúc đó tại hạ chỉ biết là người đó rất là tội nghiệp, cho nên đã ra tay cứu giúp mà không nghĩ đến việc khác. Đã chứng minh rằng anh là người bẩm tính nhân hậu, có những hành vi từ trong tâm địa, quả như là một người thiện nhân. Đại nhân quá khen tặng rồi. Còn việc này, tôi muốn biết tại sao người không giải đáp vấn đề trên bản tre mà chỉ viết xuống hai chữ bà Nguyên. Kẻ hèn này mong được nói thật, tại vì tại hạ biết rằng chữ viết không có được chính chắn, vì sợ ảnh hưởng đến ấn tượng của đại nhân đối với tại hạ, cho nên đã viết xuống hai chữ bà Nguyên để gây sự chú ý của đại nhân, hy vọng rằng được cơ hội để có thể gặp được đại nhân. Do điều này cho thấy rằng quả nhiên anh là người có tâm ý. Ngoài việc đó ra, đã lấy hai chữ bà Nguyên ra làm giải đáp cũng không có sai, vì bà Nguyên có cái giải đáp cho vấn đề đó. Nếu như đại nhân có điều nan giải thì bà Nguyên đây có thể trả lời. Thank you.
À, về tới rồi hả? Người của Ngô phủ ở đại lâu rồi đó, đang chờ bển. Hai vị công tử, lão già của tôi muốn gặp mặt quên, xin quên hãy theo tôi về Ngô phủ. Ông đã đến trễ lắm rồi, tôi đã quyết định là thực khách của Như phủ. À, vị công tử này, nếu lần trước có điều gì sơ hở, mong quên hãy rộng lòng tha thứ. Lão già của tôi thực sự là muốn gặp quên đó, xin mời quên hãy theo tôi về phủ. Ông còn mặt mũi để nhắc tới chuyện lúc trước hả? Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với ông rồi, nếu như Ngô đại nhân không thu nhận tôi thì ông ta nhất định sẽ hối hận. Xin ông hãy về nói lại với đại nhân của ông đi. Xin mời. Mời. Ai đó? Là tôi. Ân nhân, mấy ngày không gặp, tôi định đi kiếm huynh đó. Lần này tôi đã được thuận lợi mà vào Như phủ, là tòa nhà đại ca giúp đỡ. Đây có chút đỉnh tiền thù lao, xin đại ca hãy nhận lấy, vui lòng nhận lấy nha. Ờ, cảm ơn. Bình Nhi. Cha. Ai tới vậy? Là ân nhân của mình đó. Tôi đã nghe con tụi nói ân công đã giúp đỡ cha con của chúng tôi, và hại cho con chúng tôi không phải sống những ngày cực khổ nữa. Xin nhận lão già này một lại. Không cần cái sáo, không cần cái sáo. Đại ân đại đức của huynh chúng tôi không biết làm sao để báo đáp. Nếu huynh không chê bai, xin mở lại dùng cơm. Không cần đâu. Vì đại ca này. Cha ngồi đi. Đại ca, có một việc này mong rằng đại ca hãy nhận lời tôi. Chuyện gì? Là vì lần này tiểu đệ đã dùng mưu kế mới có thể vào Như phủ, trong lòng thật là khó yên tâm. Hy vọng việc này bắt đầu từ đây như khói biến mây tàn, không thấy tầm hơi. Hy vọng rằng đại ca có thể bỏ trốn nơi này mà ra đi, và giữ bí mật cho tiểu đệ. Nhất định. Thật là cảm ơn đại ca. Đừng có xấu. Tài quốc hô ân chi dự giả y chí, tại hạ dụng chi hưng giả, Lữ Nha tại ân cố tri, Minh quân hiền tướng gia dĩ, Thượng tú di dân giả, tất thành đại công. Thử linh chi yêu, tam quân chi chánh đặc hải nhi động giả. Đoạn cuối của Tôn Tử binh pháp ngày hôm nay đã giảng dạy xong, bắt đầu ngày mai các người không cần lên lớp nữa. Tôn hiệu quý, mấy ngày nay người nói thiệt là quá nhanh đi, tất cả đồng liêu tại đây đều không thể nào ghi chú được, còn có rất nhiều câu hỏi phải hỏi đó. Tôi đã dạy nhiều ngày rồi mà không hiểu à? Thôi được, có điều gì không hiểu cứ việc hỏi đi, tôi sẽ trả lời cho các người hiểu. Tôi không hiểu cái đoạn mạc trận nhi triệu thắng giả, cho nên tôi hơi thắc mắc. Đoạn tác chiến hơn một nửa tôi cũng không hiểu cho lắm. Đoạn quân hành tôi cũng không được rõ cho lắm. Các người thì không hiểu gì hết. Tôn hiệu quý, đại dương ra lệnh người phải giảng giải bình pháp, nếu như có người nào không hiểu, như vậy là trái với chỉ dụ của đại dương đó. Phải tuân theo lệnh vua, dù rằng có nói thêm chẳng bao lâu nữa thì cũng phải để cho mọi người thông hiểu được cái tinh túy của bình pháp. Bình pháp là chết, người là sống, có thể vận dụng được hay không phải do các người. Muốn cho các người hiểu rõ còn khó hơn là kêu ta kéo trâu lên cây. Tôn hiệu quý, mong người nói chuyện phải biết tôn trọng. Nếu như người không bằng lòng, người nhất định phải nói tiếp tục, nếu không ta làm sao giao phó lại với đại dương đây hả? Nói thì nói thôi, đừng có đem đại dương hù ta. Hôm nay ta thấy trong người không được khỏe lắm, các người hãy tạm thời rút lui, một lát nữa ta sẽ kêu các người lên lớp lại. Hả? Tại sao lại vậy chứ? Sao kỳ vậy hả? Được, chúng ta tạm thời rút lui, một lát nữa tiếp tục lên lớp. Đi. Thiếu gia. Sao các người đến trễ vậy? Làm cho ta ở đây lên lớp thì là chán quá, cái gì cũng chơi không được, chúng mình ra ngoài chơi. Nè thiếu gia, bộ không còn dạy binh pháp nữa sao? Dạy binh pháp gì? Cái lão già thừa tướng đó lúc nào cũng mang đại dương ra hù ta, ta không chịu thua ông ta đâu. Mình đi. Thiếu gia, nếu như huynh ra ngoài mấy người họ về lại kiếm huynh không có thì huynh tính sao hả? Hả? Thiếu gia, không phải thiếu gia nói chuyện chứ? Cầm lấy đi. Đây.
đá đi cái vụ đó tính sao? Theo tôi thì cái vụ đó thì mình về đi hả? Được vô đi. Hey, cắn hay quá. Hey, ta vẫn thường nói vô địch tướng quân là thiên hạ vô địch mà. Còn gì nữa cứ mang ra. Đừng có chơi nữa thiếu gia à. Quynh coi nè, đã nhốt hai con dế trong đây rồi. Tụi mình ra chơi đã lâu lắm rồi, hãy về lên lớp đi nha. Có đại há thế ta rồi. Uống ly rượu trước rồi hãy nói. À, được. Chút rượu mới thấy vui chút, bằng không ở trong đó thiệt buồn chết đi. Phải rồi thiếu gia. Kìa, đã dư lại rồi. Thần Tôn Tẩn bái kiến đại dương. Bình thần. Ta đại dương. Đại dương, ngày hôm nay đại dương ra ngoài, có thể cùng tại hạ uống ly rượu không? Tôn Tẩn tôi ghét, giả bằng nói vô lễ như vậy. Thừa tướng, mặt của ông bị thương rồi. Ông nhất định có bà vợ dữ quá cho nên mới vậy hả? Tôn Tẩn tôi ghét, dám thốt ra những lời như vậy, lão phu trên đồng nỗi này đều là do người gây ra đó. Tôi? Tại sao? Đại dương, tôi và các vị đại thần đều tôn trọng chỉ thị của đại dương, mỗi ngày đều nghiên cứu binh pháp. Nhưng mà Tôn Tẩn chỉ nghĩ đó là một trò chơi, tự ý rời bỏ chức vụ, đã lấy con khỉ ra để mà thay mặt lên lớp. Tội dối gạt triều đình của Tôn Tẩn này sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của đại dương. Chuyện này không thể bỏ qua được, không trừng trị e rằng khó mà phục chúng. Mong đại dương định đoạt. Tôn Tẩn à, có thần. Sáng mai lên triều, hãy đem chuyện này giải thích rõ ràng với bổn dương. Dạ, đại dương. Lần này hai thần bị thất chức, thật ra có một điều khổ tâm. Tôn Tẩn to gan, nhà ngươi đã tự rời bỏ chức vụ, đã không nhận tội còn cãi lại. Thật ra là điều khổ tâm gì? Nếu như nói không vừa ý bổn dương, dù nhà ngươi có cãi lại thì tội sẽ bị gia tăng. Đại dương bất giận, xin đại dương nghe thần giải thích. Thật ra thần được thọ ân điển của đại dương và được thọ giáo Tôn Tử binh pháp là vinh dự của thần. Thần đâu có dám lười biếng. Chỉ là vì Tôn Tử binh pháp, binh vô thường thái, thủy vô thường hình. Nếu như dụng binh mà không nắm được cái điểm này thì làm sao mà khắc địch chế thắng. Thật ra thần dùng con khỉ để dạy là hy vọng tất cả được bề thông về sự vật. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng thần đem con khỉ ra để mà dạy họ có nghĩa là khinh khi họ, cho nên mới dễ dàng phẫn nộ. Cũng như trường hợp của Nhan thừa tướng, cái mặt bị thương tích là do con khỉ vào. Thật ra quốc gia đại sự cũng giống vậy, nếu như không cẩn thận thì hậu quả khó lường. Thật ra hai thần an bài vậy chỉ là hy vọng tất cả trong binh pháp được biến thông. Có câu nói là thực tắc sử chi hư, tắc thực chi. Binh pháp hữu dân, cố hình binh chi cực chí vô. Dụng pháp dụng đáo, vô hình vô sắc. Bất lộ ý đồ, hành động đề cao cảnh giác. Thần muốn hỏi, tất cả mọi người ở đây đã hiểu được chưa? Người nói dõng dạc như là có lý lắm. Người ở đây nói binh pháp, tại sao không nói trong lớp chứ? Trái lại còn ra ngoài chơi. Nếu như tôi có mặt trong lớp thì tôi dùng con khỉ lên lớp làm gì? Cho nên tôi bỏ ra ngoài để tạo sự bất ngờ, giống như là điều binh khiển tướng để đánh giặc nơi chỗ không đề phòng. Đây cũng là một loại trong Tôn Tử binh pháp đó. Được, nếu tính ra ngoài thì người cũng có thể đọc sách viết chữ, trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao người đi chơi dế và đá dế vậy? Việc đó chứng minh người thừa cơ hội đi chơi không mà việc chánh. Nhan thừa tướng, còn có điều ông chưa biết. Chúng tôi đá dế không phải là ham chơi, mà cũng là một kế sách đó. Còn muốn cãi lại? Mong đại dương sáng suốt. Binh pháp hữu dân, thủ tất bất túc. Hạ thần cũng do từ con dế ra, cho nên thần mới hiểu được sự công thủ là như vậy. Đạo lý dụng binh không những chỉ biết thủ mà còn phải phòng bị. Nếu không thì binh lực rất dễ dàng bị phân tán.
Còn nói về công thì lúc nào cũng phải dư thừa, thì mới có thể tập trung để tận dụng tình thế, ưu thắng sẽ được thành hình. Lúc mà hạ thần chơi dế, thì lúc đó trong ý tưởng của thần sẽ nảy sinh rất nhiều đạo lý của binh pháp. Thứ nhất, có thể bổ sung cho Tôn Tử binh pháp. Thứ hai là có thể dùng cho đất nước tương lai để điều binh khiển tướng. Người thiệt là hồ đồ, ngụy biện bừa bãi thôi. Bất cứ người nói bà hoa khoác lác cái gì thì cũng đều là diện cớ. Người lúc nào cũng nói tất cả việc làm của người đều là vì chỉ dạy binh pháp. Như vậy ta dám hỏi người tất cả đồng liêu, trừ lần này ra thì những lần khác Tôn Tẫn có phải là lười biếng tự bỏ ra ngoài hay không vậy? Các ngươi đừng có sợ, nói đi. Đại vương, Tôn tướng quân đích thật có nhiều lần tới trễ về sớm, nhiều khi không có mặt. Tôn Tẫn tới trễ về sớm không lý nào cũng là hành quân chi đạo, cũng là một loại của binh pháp hay sao? Tôn Tẫn, đại vương bớt giận, xin nghe thần giải thích. Không cần giải thích, đại vương đã hiểu rồi. Người tự rời chức vụ còn nhiều lời ngụy biện. Đại vương, người này không có kỷ luật, nếu như không trừng trị hắn thì khó lòng mà duy trì được tôn nghiêm của đại vương. Tôn Tẫn, người nói rõ bổn vương phải làm như thế nào đây? Đại vương bớt giận, hạ thần biết lỗi, xin đại vương tha cho. Bổn vương thực ý muốn đem người ra xử tội, nhưng sau khi nghĩ người là tướng của triều đình đã vì bổn vương lập công không ít, ta sẽ miễn cho người tội chết. Cảm ơn đại vương. Tội chết được miễn, tội sống không tha, sẽ đem người ra đánh 20 hèo và cất đi chức vụ hiệu quý. Lão gia, phu nhân, tướng quốc phu nhân của Ngụy quốc cầu kiến. Mời vào, mời vào. Dạ. Mời tướng quốc phu nhân. Được. Muội muội. Tỷ phu. Xin mời tướng quốc phu nhân vào bên trong. Vô ngồi đi, ngồi đi. Tỷ tỷ lúc này có được khỏe hay không? Khỏe. Ngồi xuống đi. Người đâu đem trà? Muội à, lâu quá không tới thăm tỷ tỷ rất là nhớ muội. Phải, muội cũng nhớ tỷ tỷ nữa. Lần này tới thì nhất định phải ở thêm vài ngày. Chúng tôi nhận được thư của Ngụy phu nhân, thật nghĩ không ra sao tới lẹ như vậy. Lần này là tế tổ, nếu quên ngày này là bất kính tổ tiên đó. Trả lại, muội cũng biết Tôn Nhi đã lập được chiến công, được phong thưởng thần hoàng. Muội là kẻ làm gì thì cũng phải tới chúc mừng chứ. Ý, sao không thấy Tôn Nhi? Tôn Nhi đã vì lĩnh của đại dương tới cùng để giảng dạy Tôn Tử binh pháp của nhà ta. Tôn Tẫn được sự quan trọng của đại dương mà còn đem Tôn Tử binh pháp ra để phát dương hoàng đại, thật là phước đức của nhà ta. Tỷ phu à, từ nay về sau đừng có bận tâm cho Tôn Nhi nữa. Cha, mẹ, Nhi, về tới nè. Ý, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Nhi, sao con về vậy? Con không sao chứ? Con bị thương hả? Không sao, không sao, bị thương ngoài da thôi. Nói ra tại con xui xẻo thôi. Sau khi con dạy xong, định cùng đại há tiểu há ra ngoài, nhưng mà không biết là xe ngựa của đại dương đi ngang, thì đột nhiên con khỉ này nhảy lên xe của đại dương, làm cho con ngựa giật mình, đưa bốn cẳng lên trời, làm xe lật nghiêng, làm cho đại dương văng ra. Vậy đại dương có sao không? Cũng may đại dương phước lớn, chỉ là Tôn Nhi thảm thương thôi. Vì một con khỉ mà bị cách chức quan và còn bị đánh 30 roi nữa. Hả? Cái gì? Con bị cách chức rồi hả? Đại há tiểu há, dìu ta vào trong đi, mau lên. Trời. Lão già, ông không có sợ chứ lão già? Lời nói của Tôn Tẫn không bao lâu đã bị cha mẹ lật tẩy. Tôn Minh sợ Tôn Tẫn tái phạm những điều không tốt và ra lệnh cho Tôn Tẫn rời khỏi Tề quốc, theo nhũ phu nhân để tới Ngụy quốc. Bằng công tử. Hả? Cô làm sao lại ở trong tướng phủ này? Xin đi theo tôi thì tự nhiên sẽ hiểu. Tiểu thơ. Đây là vị tiểu thơ của chúng tôi, là tiên kim của tướng quốc đại nhân. Thì ra tiểu thơ là thiên kiêu của Trương Quốc đại nhân. Lần trước không có cơ hội để nói rõ ràng với công tử, thật là có lỗi. Tôi nghĩ là sau lần đó thì sẽ có cơ hội để gặp lại công tử.
Cảm ơn công tử lần trước đã ra tay tương cứu. Tiểu thư đã quá lời rồi. Chỉ là việc nhỏ thôi, cô đừng có bận tâm. Hơn nữa tại hạ cũng rất lấy làm vui sướng vì có cơ hội gặp lại tiểu thư. Đúng rồi, không biết vết thương ở bên trong đã hết chưa? Cũng gần hết rồi, cảm ơn công tử quan tâm. Lần trước nếu như người quản gia có lời gì vô lễ, mong công tử bỏ qua. Tiểu thư quá lời rồi. Hữu đạo là bất chi giả bất tội. Hơn nữa bà Nguyên này đâu có đem những chuyện nhỏ ra mà để trong lòng. Nhưng mà người đó nói cũng không có sai. Bà Nguyên này đúng là một tên nô lệ. Thân phận thấp hèn nếu mà so với thân phận tôn quý của tiểu thư thì làm sự cách biệt. Tụi mình phải bảo trì sự xa cách mới đúng. Bà công tử tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong ánh mắt của bà công tử, tôi chỉ là một tiểu thư được nâng niu chiều chuộng? Bà mẫu này không có ý như vậy đâu. Bà mẫu này xuất thân từ hàng gì mà được đến nhi phủ làm thực khách, chưa lập nên công trạng mà được ở trong nhà hào môn quý tộc, trong lòng thật cảm thấy không yên. Hay là sớm một ngày rời khỏi nơi này càng tốt. Bà công tử, huynh đừng có nghĩ như vậy. Hữu đạo là dưỡng binh thiêu nhật dụng tài nhất thời, thực khách sẽ có một ngày lập nên công trạng. Nếu có tài năng thì sẽ có ngày được biểu hiện mà, huynh đâu cần phải để lòng làm gì. Hơn nữa cha của ta không phải là hạng người có thế lực tiểu nhân, dùng người có tài ông sẽ không tính toán gì với sự xuất thân của huynh đâu. Nếu như tướng quốc đại nhân thật lòng không nghĩ tới chuyện đó rất là tốt, vậy thì bàn mẫu này nhất định phải dựa vào mình chủ đó. Nghe qua lời lẽ của tiểu thư, bàn mẫu này quả nhiên là đa nghi. Tiểu thư và lão gia cũng giống như nhau, cũng đều không tính toán sự xuất thân của người khác. Đại nhân, không biết đại nhân kia tiểu nhân tới đây có chuyện gì? Không cần nghi lễ, không cần nghi lễ. Bà tiên sinh, người sống ở trong phủ này đã nhiều ngày, người thấy đã quen chưa? Đã được đại nhân trọng đãi, kẻ tiểu nhân này cảm ơn không hết, thì làm sao mà không ở được chứ? Đại nhân có điều gì chỉ bảo, tiểu nhân này nhất định hết lòng cung kính tuân theo. Lần trước, quán đường đã được sự cứu giúp của người, lão phu còn phải cảm ơn người đó. Đại nhân được hết sao? Bà Nguyên, bây giờ thì tôi có một việc không có được hiểu rõ. Theo tôi được biết thì ngươi là một nhân tài, ngươi làm được chiến công cho Tề quốc, Tề Dương cũng đã phong thưởng cho ngươi rồi, mà tại vì sao ngươi lại rời bỏ nước Tề mà tới chốn này? Có phải ngươi có điều gì giấu trong lòng mà khó nói ra hay là không chứ? Đại nhân, thật không giấu giếm, tiểu nhân tuy đã làm được chiến công trường, nhưng chỉ được một chức vị phụ tá để tuyên đoán phong thủy, không có cơ hội phát triển. Cộng thêm sự xuất thân hàng gì của tiểu nhân, dù có tiếp tục ở lại Tề quốc đi chăng nữa cũng không có ngày nên người. Thật sự là như vậy. Cái xuất thân của anh là như thế nào? Gia đình tiểu nhân ba đời là nô lệ, tại Tề quốc hạ nhân là người hạ đẳng. Đại nhân, lúc đầu tài hạ đã nói rõ ràng với đại nhân, mong đại nhân tha tội. Chuyện đâu có tội tình gì, là một tài năng của anh hùng, cái giận mặn xuất thần của người á đâu có quan hệ gì chứ, đừng có để trong lòng. Cảm ơn đại nhân, đại nhân quả nhiên là một người tính tình cởi mở khoan hồng. Người đã là nô lệ thì làm sao mà học được binh pháp hả? Đó là ông nội của tài hạ dạy cho. Hả? Nguyên là ông cố của tiểu nhân, lúc xưa đã được một chiếc tướng nhỏ, sau này người lại đem tướng binh pháp ra truyền cho ông nội, nhưng mà ông nội đã phạm tội và làm nô lệ. Binh pháp này được truyền tới tay người, đúng là thường nói còn hơn cha. Đại nhân quá khen tặng. Lần trước ta có hỏi người về tình thế của Liệu quốc, người đã nói rất là có bài bản, và đã nói với nội chánh của bổn quốc, người là người từ Tề quốc đến, người thấy như thế nào hả? Tần Công đã thường dùng biện pháp. Trước khi biện pháp, phải kiến lập sự tự tin của bá tánh đối với triều đình. Khi mà bá tánh có sự tin tưởng rồi, thì triều đình mới lãnh bố pháp lệnh, thì bá tánh sẽ càng tuân theo, thì quốc gia tự nhiên sẽ được đâu vào đó dần dần phú cường. Nhưng mà nếu dùng luật mới này quá hà khắc, không tránh được không hợp với lòng người. Những lời này thì người phải giải thích thế nào?
Thí dụ như tiền công xuống lệnh 5 nhà thì 50 nhà. Tại sao không lợi dụng sự dòm ngó của bá tánh, chế độ tố cáo lẫn nhau? Trong cùng một tổ của người phạm tội, nếu như biết được chuyện mà không tình báo thì sẽ đồng tội. Tất cả đều là vì tước vị và bổng lộc làm chuẩn. Những người không có tước vị và bổng lộc thì gia cảnh giàu có mà cũng không thể nào mặc áo quần lộng lẫy. Không bao lâu, chế độ quá hà khắc này sẽ càng ngày khiến cho lòng dân phẫn nộ. Đại nhân, nếu như nước ta có thể làm được pháp trị nhân tình liêm vị này, nghiêm mà khắc, khéo mà không mềm, như vậy thì tất cả đều tốt đẹp. Nước chúng ta nhất định càng thêm phú cường, ngày nào đó sẽ là một quốc gia phú cường. Việc biến pháp đã được coi trọng và dùng để trị dân, nhưng vì đã quá hà khắc, không bao lâu sẽ khiến cho dân oán hận lầm than. Nhưng pháp lý có đầy đủ tình người thì đó là sự vui mừng của bá tánh ở trong nước. Lời của nhiều thừa tướng nói rất đúng. Bản Dương sẽ nhận lời khuyên này và cùng với các khanh gia thương nghị, và không để làm sai những biến pháp đó, tăng gia sự cải thiện của bản quốc. Đại Dương anh minh, thần chỉ tận sức tiến hành, tận sức làm một bộ pháp chế quốc cho quốc gia. Quốc gia được phú cường là để báo đáp ân điển của Đại Dương. Hay lắm. Đại nhân, nhiều bá quan là người cố gắng để mà dùng đầu óc, nhưng mà luận về tài trí giữa hai người thì ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lần này sự chính luận của ông ta tự nhiên được tinh nhuệ và được hoàng thượng khen tặng. Ông ta chẳng qua là có thể học vẹt mà thôi, đã đem ý kiến của người khác ra mà nói. Có thể là lúc gần đây ông ta nhận được thực khách bàn quyền dạy lại cho ông ta. Lần trước đã coi qua văn chương của bàn quyền và đã biết rằng người này khác hơn mọi người. Nhưng người này là người kiêu ngạo vô lễ, đến lời mời mọc của đại nhân mà anh ta cũng không có màng đến nữa. Anh ta thật là quá đáng. Chỉ là một tên bàn quyền nhỏ nhỏ có nghĩa lý gì? Lời nói đó chỉ là chép lại mà thôi, sau đó chỉ lược sơ qua, đâu có thể tính là tuyệt thế kỳ tài. Đại nhân anh mình, nếu như bàn quyền là người có kỳ tài thì nó không có ở lại Tề quốc để mà sinh sống, mà phản bội tới dựa vào bao nhiêu bá hoàng chứ? Không sai. Những ngày gần đây tiếu tôi đàn những khúc nhạc thật rất là hay, làm sai lòng người. Có câu là khúc không sai nhưng mà người sai. À, em hiểu ra rồi. Trừ ra trong lòng vui vẻ của tiểu thơ ra thì đã mượn khúc nhạc mỹ miều này để dụ một người ra, có phải không? Hơ, người lại nói bậy cái gì nữa đây? Tiểu thơ tự coi đi. Bạn công tử. Tiểu thơ, không nô cô nương. Bạn Nguyên ở trong nhà đã nghe được bộ âm nhạc mỹ miều như vậy, trong lòng nghĩ rằng không phải là một người phàm tục mà có thể đàn ra những khúc nhạc tuyệt đẹp như vậy. Thì ra là tiểu thơ đây. Bà công tử quá khen tặng, chỉ e rằng làm ảnh hưởng tới sự học hành của huynh mà thôi. À, làm sao mà có thể như vậy được chứ? Làm sao cho người nghe đã bị sai đắm? Như tôi đây là người thô bỉ, nghe mà cũng mê hồn. Bà công tử nghe khúc nhạc tuyệt đẹp này, làm sao mà nói là người thô lỗ chứ? Tiểu thơ. Phải rồi, tôi vì cha của tôi mà cảm ơn huynh. Nghe cha tôi nói sự luận kinh của huynh đối sự nội chánh của bổn quốc có tình nhuệ ý kiến, cho nên ông ta rất thưởng thức. Được chiêu nạp một nhân tài như huynh, cha tôi rất là vui mừng. Đại nhân thật là nói vậy sao? Ừ. Nếu như đúng như vậy, tôi rất là cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ cho tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để báo đáp lòng ơn của đại nhân. Ừ. Tiểu thơ vì muốn đền đáp ơn công tử đã ra tay cứu, cho nên có một vật này muốn tặng cho công tử. Tiểu thơ đã đăng cái khăn này, hy vọng công tử nhận lấy. Cảm ơn tiểu thư. Thưa vương. Tổ nhi. Không cần đa lễ. Bao năm không gặp con, ta là một người nhân tài. Ta đi nhìn con cũng không có rà đó. Cảm ơn dưỡng khen tặng.
À, Tôn Nhi nhận thấy là Dượng đây thân thể cường tráng đó. À, mấy năm nay không được gặp con mà con vẫn biết nói chuyện cho người khác vui lòng hả? Dượng à, Dượng coi cái bản tre này một cách say mê, ai viết vậy hả? Hơi, lão phu được lệnh của đại dương đề ra kháng nghị để cải cách. Cái bản tre này là do tâm tư của một thực khách. Quả nhiên ý kiến độc đạo, đại dương hả nhất định sẽ nhận lấy điều đó. Thiệt hả? Dương có thể cho con coi một chút được không? Được. Đã bao nhiêu năm qua, người thực khách này á là người mà ta thấy là có tài hoa nhất đó. Sự kiến giải của người này quả nhiên đặc sắc. Nhưng mà... vui lòng hả? Dương à, Dương coi cái bản tre này một cách say mê, ai viết vậy hả? Hơi, lão phu được lệnh của đại dương đề ra kháng nghị để cải cách. Cái bản tre này là do tâm tư của một thực khách. Quả nhiên ý kiến độc đạo, đại dương hả nhất định sẽ nhận lấy điều đó. Thiệt hả? Dương có thể cho con coi một chút được không? Được. Đã bao nhiêu năm qua, người thực khách này á là người mà ta thấy rằng có tài hoa nhất đó. Sự kiến giải của người này quả nhiên đặc sắc, nhưng mà vẫn chưa được hoàn thiện. Còn có điều chi để làm hoàn thiện thì con hãy nói lẹ lên. Bởi vì sách lược này có thể là một kế hoạch chu đáo, không mất đi yêu sách. Nhưng mà việc cải cách thì phải cần có thời gian mới có kết quả được. Nếu mà thời gian cải cách có ảnh hưởng tới thế cục, chỉ vì thiếu sót chút đỉnh mà không thành công được, không biết hắn có nghĩ tới việc này không? Đại nhân quả nhiên là người mắt nhìn sáng như đuốc. Tại hạ đích thật là sơ hở. Nếu thật như mà có tình trạng này thì anh sẽ có sách lược gì? Việc này có thể giải quyết, nhưng mong đại nhân hãy để cho tôi suy nghĩ kỹ càng. Tại hạ nhất định dâng lên một chiến lược khác. Được, anh từ từ nghĩ đi nha. Sau khi sửa xong thì anh hãy đem lại cho lão phu. Dạ đại nhân. Tẩn Nhi, con thấy như thế nào? Yêu sách này đã sửa lại xong rồi, quả nhiên thật là hoàn hảo. Nếu như thật tình làm như vậy thì Ngụy Quốc sẽ được phú cường. Tẩn Nhi, lão phu đây không phải khen bằng miệng đâu. Thật ra thực khách này không giống người khác, thật là một nhân tài hiếm hoi đó. Dượng đã khen cái người khách này hết lời, con cũng muốn xem mặt của anh ta diện mạo thế nào đó. Ê, con đừng nóng lòng, ta đã ra lệnh cho anh ta đến gặp con rồi đó. Được. Ê, vừa nói thì đã đến rồi, để ta giới thiệu hai con nha. Dương à, không cần giới thiệu nữa, anh ta là Bàng Nguyên. Bàng Nguyên à. Lần trước anh đi sao không lời từ biệt vậy? Tôi Bàng Nguyên biết là thân phận của mình thấp hèn, dầu cố gắng đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, cho nên mới âm thầm ra đi. Nhưng lúc ra đi gấp gáp quá đã không cùng huynh cáo biệt, để làm cho huynh lo lắng thì là đáng trách. Có sao đâu chứ, mình là bạn tốt mà. Nhưng mà lúc đó tôi có một chút không yên tâm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy anh được sự trọng dụng của Dượng tôi rất vui mừng. Chuyện gì? Hả? Anh vẫn còn trách tôi về chuyện lúc trước à? Không phải,
Những gì lúc trước tôi đã bắt đầu quên đi rồi. Đừng có nhắc tới nữa. À, vậy tốt. Anh là một người có tài, tương lai nhất định lập nhiều tài nguyên quốc. Tôn tẩn tôi xin thề, nhất định sẽ giúp anh được thành công. À, như vậy cảm ơn huynh. Chúng ta đã lâu không gặp, hay là ra ngoài uống ly rượu nha. Được. Đi. Đại Há, Tiểu Há. Ui, hai người làm gì buồn vậy? Nếu ta biết trước gì, ta sẽ kêu hai người đi uống rượu với ta. Thế nào? Có phải lúc nãy thua hết rồi hay không? Không phải thiếu gia, nguyên là ở đây có con A Hoàng rất làm dốc đó. Tôi muốn nói chuyện với cô ta mà cũng không được. Tên của cô ta mà hỏi cũng không ra. Thì ra muốn làm quen với cổ hả? Các người thiệt vô dụng quá. Nè, hai người, nói ta biết đi, người đó là ai? Để cho bổn thiếu gia này ra tay. Huynh nói huynh là bổn thiếu gia là được rồi. Nếu thử như huynh giả dạng là người ở thì huynh sẽ gặp phải khó khăn đó. Đúng vậy. Ta thì không tin Tôn Tẩn ta là một người phong lưu, rất có nhiều con gái ngưỡng mộ. Được, nói ta biết đi, là A Hoàng nào? Chị A Hoàng. Anh cũng là người ở của Tôn gia hả? Ừ. Ta thì không ngờ chị vừa đẹp mà vừa thông minh nữa. Tới đây làm gì? Thấy chị bận quá cho nên tới giúp thôi. Có biết nấu cơm không? Tôi không những biết nấu cơm mà còn có thể phân biệt được cá trống và cá mái. Dày là cá mái, còn mỏng là cá trống. Có phải không đó? Không tin hả? Để tôi làm cái này cho chị coi nha. Tôi nói anh nghe, mỏng là cá mái, vậy mới là cá đực đó. Cá mái cá đực không có phân biệt được thì làm sao mà giết cá? Nhìn thấy chị là biết chị cao thủ rồi. Tôi giúp chị nha. Càng giúp lại càng hư chuyện. Thôi đi. Không lẽ lòng tốt của tôi chị nỡ chối từ sao? Mấy người là người làm của Tôn gia đều là người mặc dày hết. Hơn nữa thiếu gia có mấy người không biết dạy lễ phép cho mấy người hay sao? Nói về chuyện của thiếu gia tôi thì dài dòng lắm. Không những là biết thiên văn địa lý mà còn về quốc gia đại sự thì không sao kể hết. Chúng ta chỉ cần có được một chút thôi thì kể như có lợi rồi. Thường có câu dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Tôi thấy bộ tình của các người như thế thì đã biết rằng thiếu gia của các anh là nhân vật gì rồi. Hả? Nhưng mà thiếu gia của tôi có thể nói là nhân tài xuất chúng đó. Nhưng không phải là một người con gái, dù là sắc nước hương trời đi nữa thì đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà thiếu gia của tôi lào thông binh pháp và còn đánh thắng giặc nữa kìa. Ừ, cũng có thể là một tướng quân giỏi, nhưng mà chưa chắc gì thương vợ thương con chứ. Cũng chưa chắc gì là một người chồng tốt. Người chồng tốt là người lấy chí khí và lợi khí ở chiến trường trút hết lên trên thân vợ. À, nhưng mà thiếu gia của tôi còn là... Còn gì nữa? Còn là... Tí ra là như vậy. Tôi sẽ nói lại với tiểu thư của nhà tôi, nhắc nhở lão già phải suy nghĩ thật kỹ sự hôn nhân của hai nhà này. Hả? Chị A Hoàng à, tôi bận việc, không làm phiền chị nữa. Xem qua xem lại, có thể nói là nhất biểu nhân tài, nghi trung xuất chúng. Mắt vừa to vừa thông minh. Hay là tại vì mình cải trang quá gấp. Thiếu gia. Sao hả? Thiếu gia đã làm quen được với cổ chưa? Bổn thiếu gia này ra tay đương nhiên thành công rồi. Ê, vậy cô ta tên gì hả? Tử Yên. Tử Yên. Cái tên thật là đẹp. Cái tên và con người giống nhau khiến cho người điên đảo. Cô ta còn nói gì nữa hả? Cô ta nói là rất ngưỡng mộ thiếu gia. Hả? Ta mang thiếu gia ra giới thiệu thì cô ta đã đem những ưu điểm của thiếu gia ra nói hết tất cả. Và bây giờ thì người nào cũng đòi muốn gặp ta để nhìn xem Tôn Tẩn ta phong lưu thoải mái thế nào. Thật là ngưỡng mộ huynh đó. Thiệt là con... Có Phước.
Ý. Tử Yên à, Tử Yên cô nương à. Tử Yên cô nương. Ê, hai người kêu ai? Là cô đó Tử Yên cô nương. Ai là Tử Yên? Cô không phải là Tử Yên sao? Chính cô nói với thiếu gia tôi mà. Thiếu gia? Người nào là thiếu gia của hai anh? Là cái người hôm qua giúp cô giết con cá đó. Cậu là thiếu gia của chúng tôi. Có phải cô đang giật mình vì ngưỡng mộ hay không? Ồ, tế ra là thiếu gia của hai anh đó hả? Ờ. Hèn chi là thô tục. Thô tục? Nhưng tại sao cô lại nói tên cho thiếu gia biết cô là Tử Yên cô nương? Tôi đã lúc nào nói cái tên của tôi cho thiếu gia đâu. Nhất định là anh ta đã mở miệng mà đặt bậy cái tên này rồi. Cười cái gì? À, không có gì. Cô đợi chút nha. Ê, làm gì đó? Đợi chút đi cô sẽ hiểu. Nè, vô đi. Vô đi, vô đi. Đi, không đi. Đi. Thì ra là anh. Phải. Hèn chi đã khen tôn tận thiếu gia của nhà anh, khen không ngừng miệng. Tôi chính là người mà cô từng nói là tiêu quan phung phí, khéo mồm, khéo miệng, tôn tận tôi đây. Thế nào, có sợ chưa? Quả nhiên là khéo mồm khéo miệng, còn giả làm thần mà nhát người khác nữa. Thiệt là tiếc cho một vị đường đường nam tử hán. Tôi thật vì anh mà cảm thấy khó chịu. Xin lỗi nha, tôi phải đi vào trong. Tránh ra. Thiếu gia. Một cô gái như vậy thật là hiếm có. Tôn tẩn ta đã tìm được người giữ ý rồi. Thiếu gia. Thiếu gia. Vô đi. Tướng công. Phu nhân, đã tối rồi còn tới làm gì? Tướng công, những ngày gần đây thấy người vì quốc mà lo lắng, lúc nào cũng mặt mày lo âu. Hay là trong triều đình có việc gì hay không, đã làm cho người không được yên tâm? Chỉ trách lão phu đã có lúc sợ ý, khiến cho ngày đó có một thực khách muốn sống nhờ vào Ngô phủ. Ta vì một chút sợ ý nên đã thả cọp về rừng. Người đó thật là có sự ảnh hưởng lớn lao như vậy sao? Nhiều bá quan vì muốn chứng minh rằng ổng thực sự có tài năng, luận về thực lực thì ổng không thể nào sánh được với lão phù. Nhưng từ khi cái tên Bàn Quyền làm đệ tử của ông ta, thì tất cả ý kiến của ổng đều được đại dương khen tặng, và đại dương đã càng ngày càng yêu chuộng nhiều bá quan. Nếu như còn kéo dài chuyện này thì địa vị của lão phù từ từ sẽ bị mất đi. Tướng công, nếu như vậy thì làm sao mới được? Giờ chỉ còn một cách duy nhất là tiêu diệt tên Bàn Quyền này. Nhiều bá quan sẽ mất đi chỗ dựa. Tướng công, việc này phải suy nghĩ chín chắn. Việc này không ổn thì sẽ có tội đó. Lão già Nguy, chuyện gì? Sơn Mai bị thương chữa không được, bây giờ chết rồi à? Số Sơn Mai thiệt là khổ, bị thực khách có nhiều phủ lừa dối tình cảm. Vì đã quá thương tâm và lâm trọng bệnh, bây giờ thì không trị được nữa rồi. Phu nhân, lúc nãy bà vừa nói Xuân Mai bị người nào lừa gạt tình cảm vậy? Là thực khách của Nhiêu phủ. Ngô Khởi vừa biết tin Xuân Mai đã chết, ông đã có động cơ là lợi dụng cái xác chết này treo ở trong làng, gây nên lòng căm phẫn của mọi người. Vốn là những thực khách say rượu kiếm chuyện hay là những hành vi không kiểm soát được, để bá tánh không có được vừa lòng. Tội nghiệp ghê ha. Qua sự gây xích mích trên của Ngô phủ, mọi người vì nghĩa mà phẫn nộ, kéo tới nhiều phủ để lấy lại sự công bằng. Kiếm như thừa đó đi. Chúng ta mới gặp như thừa đó. Đừng có vô. Chúng ta mới gặp như thừa đó. Có chuyện gì tụi ta gặp đi. Đại dương, trong phủ nhiều đại nhân đã có thực khách làm chuyện thất đức, đã lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu nữ, gây ra sự căm phẫn, còn làm bậy làm bạ lấy cớ sanh sự ăn cướp, khiến cho trật tự trong thành bị đại loạn. Nếu không gấp rút giải quyết chuyện này thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Bẩm đại dương, việc này đã điều tra rõ ràng, người thực khách đó đã bị đánh 30 cây, đã bị đuổi khỏi phủ.
làm việc trái với lương tâm như vậy mà nhiều đại nhân chỉ có đánh 30 trượng rồi đuổi ra khỏi phủ. Thử hỏi như vậy làm sao người ta phục đây? Khó tránh được sự phẫn nộ bất bình của bá tánh, và trong thành xảy ra sự bạo loạn như vậy, nhiều đại nhân đều quá khoan dung thực khách, khiến cho tất cả thực khách trong phủ của người vì được quá nuông chiều, hành vi bất kỹ, không kiểm soát được việc của mình làm, khiến cho dân gian sanh ra điều phẫn nộ. Kính bẩm đại vương, hạ thần này không dám khoan dung cho thực khách. Việc này chỉ liên quan đến mỗi phẩm chất trong sạch của thực khách mà thôi. Chuyện này đã gây ra sự tranh cãi rầm rộ, thật là một sự bất ngờ cho hạ thần. Mong đại vương kiến lượng. Thực khách trong phủ của ông đã diện cớ này buông thả lừa gạt phụ nữ rồi trốn tránh trách nhiệm. Theo như ta biết được, những thực khách trong quý phủ phần đông đều là những kẻ khéo mồm khéo miệng lừa gạt phụ nữ. Nếu như không coi trọng việc này thì lòng dân khó mà lắng dịu lại. Ta nghĩ ông nên kiểm tra lại hành vi của những thực khách này. Đại dương, vi phạm quốc pháp lúc nào cũng nghiêm trọng, để cho thực khách nước ngoài tới đây sanh sự dâm loạn, làm cho nước ta phong tục dương pháp đều đại loạn. Những thực khách của nhiều phủ đều là những kẻ ô hợp, cho nên không thể biết được ai thành ai tục. Thần khẩn xin đại dương trục xuất những thực khách của nhiều phủ ra khỏi bổn quốc, thanh trừng tà ma, vì pháp luật chấn hưng triều chánh. Ngô thừa tướng luận việc như vậy, chẳng lẽ nào nói chung hết tất cả phủ của ông à cũng có thực khách vậy? Chẳng lẽ nào cũng là những thứ vô liêm sỉ? Ông biết nói như vậy thì được rồi. Lão phu sẽ trục xuất tất cả những thực khách trong phủ của mình để duy trì công chánh. Đại dương, đại dương, không lẽ trong nước chúng ta không có một nhân tài nào phải nhờ giả những người ở nước khác tới thì quốc gia mới được cường thịnh hay sao? Phải, Ngô Khanh Gia nói rất có lý. Đi mau, đi 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 đi, đi mau, đi mau, đi đi đi, đi đi, đi mau, đi đi, đi mau, dữ vậy, đi đi đi, đi đi đi, đi đi, mau lên, mau lên, mau lên, đi đi đi, đi mau, đi mau, đi là làm gì, mau lên, đi đi, đi mau, mau lên, đi mau lên, còn ngồi đây làm gì, đi mau hết, mau lên làm gì, đi 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 hết, đi ngon quá, ngon quá, đi đi lên, đi đi đứng dậy, mau lên, đi đi đứng dậy, đi mau lên, đi hết, đi. Bà công tử, bà công tử, bà công tử. Như cô nương, thật ra tôi không thể nào nghĩ được có sự xảy ra ngày hôm nay, nhưng bà công tử yên tâm, tôi sẽ nhờ cha bà biện pháp để giữ huynh lại. Cảm ơn cô. Đây có ít tiền lẻ, hãy giữ lấy và kiếm một chỗ an toàn để ở tạm. Tiểu thư sẽ nghĩ phương pháp để giúp người. Cảm ơn. Đại dương có lệnh, tất cả những người từ nước ngoài tới phải rời khỏi bản quốc ngay. Bắt họ đi. Quan đã. Tiểu nhân là thực khách của nhiều bá quan đại nhân, có thể cho tôi gặp mặt đại nhân không? Không được. Nhiều đại nhân là cha của tôi, mong các người hãy rộng lượng, cho tôi một chút thời gian đi. Ngô đại nhân có lệnh, tất cả ngoại khách phải rời khỏi đây ngay. Thưa vị trưởng quan, Ngô đại nhân đã từng phái người mời tôi tới phủ của ông ta để nhậm chức. Hãy để cho tôi gặp ông ta, rồi tôi sẽ rời khỏi nơi này. Trưởng quan yên tâm, tôi sẽ không làm khó trưởng quan đâu. Người chính là Bàn Quyền hả? Chính là tiểu nhân. Tiểu nhân đã từng nghe qua vì những thực khách có hành vi phản trắc, khiến cho bổn quốc phải trục xuất hết tất cả thực khách ra khỏi nước. Kẻ hàng này tự hỏi lòng là lúc nào cũng cẩn thận lời nói, không có cử chỉ phá rối. Lần này đến quyền quốc là có mục đích, chỉ là hy vọng phát triển mọi mặt. Mong đại nhân nghĩ cho. Người nghĩ rằng làm thực khách cho nhiều bá quan giúp cho hắn là có thể lấy được danh lợi sao? Kẻ hàng này còn mong sự tha lỗi của đại nhân. Kẻ hàng này lần trước làm thực khách cho nhiều phủ là một chuyện bất đắc dĩ. Thực ra kỳ này tiểu nhân đến Ngụy Quốc là muốn nương tựa vào đại nhân đó, nhưng mà vì thời gian đã không cho phép. Vả lại cộng thêm thời kỳ hiểu lầm đó đã làm cho kẻ hàng này không duyên không phận mà gặp đại nhân, càng không được sống nhờ và minh chủ, cho nên đã khiến cho kẻ hàng này lúc nào cũng hồi hộp không an, canh cánh ở trong lòng. Bây giờ thành rất biết nói chuyện. Nhưng ngày đó tôi đã mời anh tới Ngô phủ để làm thực khách, anh còn nhớ anh đã nói những lời gì không? Anh đã nói rằng
nhiều phủ người làm đồng, còn có xe ngựa để đưa rước, còn Ngô đại nhân chúng tôi hình như là thiếu sót sự thành ý. Vì hạ thần này đã phải giữ lời hứa, đã giữ lời hứa với nhiều đại nhân trước, không muốn là một người thất tín. Hơn nữa lúc đó kẻ hẹn không biết làm sao mà từ chối, cho nên đã trả lời bừa bãi. Nếu như tại hạ đây đã phạm tội, mong rằng đại nhân hãy tha thứ. Người muốn ở lại Ngụy Quốc không phải là không được, nhưng nói cho ta biết, người có bản lãnh gì mà có thể ở lại đây? Kẻ hèn này từ nhỏ đã học thuộc binh pháp, giả lại có thể viết xuống binh pháp, và đã từng lập công ở chiến trường Tây Quốc. Đối với tình thế của Liệt Quốc dễ như trở bàn tay. Những lời mà nhiều bá hoàng nói ra là do người dạy cho hắn hả? Kẻ hèn này tuy đã từng lập công, nhưng mà nhiều đại nhân không phải là minh chủ. Người dám nói với ta là nhiều bá hoàng không phải là minh chủ? Kẻ hèn. Người không cần phải giải thích với ta. Người quả thiệt là một kẻ có tài. Có từng nghĩ tới lập chí lớn trong đời không vậy? Kẻ hèn này đích thật là muốn tìm một vị minh chủ. Nếu một ngày nào đó gặp được một sự thu nhận, thì kẻ hèn này nhất định làm con thiên lý mã. Người tự cho mình là một thiên lý mã, thì sẽ có một ngày người sẽ trở thành một chủ nhân. Kẻ hèn không dám, kẻ hèn không dám. Thiên lý mã cũng là một con ngựa. Người thiệt là không có đại chí. Kẻ hèn này đương nhiên là cũng muốn thành người. Lão Phu biết chắc là người sẽ không cam lòng chịu phục đâu. Sự thông minh của đại nhân, kẻ hèn thật là khâm phục. Nếu như có ngày nào được theo đại nhân, thì kẻ hèn này nhất định cung kính tới cùng, tới chết mới thôi. Người đâu? Dạ. Dạ. Đem hắn nhốt lại cho ta. Dạ. Đại nhân ở sao lại bắt tôi chứ? Đại nhân ở sao bắt tôi? Đại nhân, ông định trừng trị hắn thế nào? Tuy hắn là một nhân tài, nhưng cũng là một kẻ phản trắc. Ta sẽ tặng cho hắn một cái tội là muốn giết chết bổn quan. Mở cửa. Thiệt là quá đáng. Mong đại nhân tha cho tội chết. Đại nhân, tuy là Bàn Quyền đã trốn chạy, nhưng mà tuyệt đối nó không dám ra ngoài thành, vì nó sẽ sợ bị lính bắt giam. Nó nhất định sẽ về lại phủ của nhiều bá quan để mà được bảo vệ. Nếu tôi đoán không lầm á, thì hiện tại bây giờ nó đang ở trong nhiều phủ. Con người của Ngô Cảnh hôm nay thật là quá đáng. Đã mở miệng đuổi hết các thực khách rồi, mà còn gán nhiều tội lỗi lên người của anh nữa, nhất định là đưa anh vào chỗ chết. Cái con cáo già này nghĩ rằng Dượng cứu được Bàn Quyên. Cũng may Bàn Quyên võ công hơn người, cho nên trốn về được. Dượng à, sáng mai lâm triều Dượng hãy cho hắn bài học đi. Lão gia, chuyện gì mà hốt hoảng? Ngô Khản đại nhân đã phái binh tới và muốn gặp lão gia. Hả? Mời. Cha, hãy để cho bà công tử lánh mặt đi. Không cần, có chuyện gì ta đầy gánh hết cho. Tướng hèn tham kiến nhiều đại nhân. Có việc gì? Tướng hèn tu lệnh của Ngô đại nhân đến đây đã bắt kẻ phạm tội là Bàn Quyên. Bàn Quyên đã phạm tội gì? Bàn Quyên đã ám sát Ngô đại nhân. Theo tôi biết là chuyện đó không có. Nhiều đại nhân. Hay là người muốn giật lấy anh ta? Tướng hèn không dám, nhưng Ngô đại nhân đã nhiều lần dặn dò, nhất định phải dẫn Bàn Quyên về phủ. Nếu như muốn dẫn anh ta thì phải dẫn lão phu đi luôn. Tướng hèn không dám. Người về nói lại với Ngô Khởi, mời hắn sáng mai cùng ra diện thánh. Dạ, nhiều đại nhân. Đại Dương,
Ngô đại nhân chỉ vì một tên thực khách mà có cử chỉ phá rối đã khiến cho bao nhiêu thực khách phải rời khỏi bổn quốc của chúng ta. Bây giờ lại cho là vì bàn quyền ám sát mà đưa anh ta vào chỗ chết. Ngô đại nhân làm những việc như vậy thì thiệt là không có công bình. Lúc đó nhiều đại nhân không có mặt thì làm sao biết được bàn quyền không có ý ám sát tại hạ chứ? Tại sao bàn quyền làm những việc này? Anh ta với ngài đâu có thù hận gì. Chẳng lẽ nào là vì ngươi đã trục xuất thực khách mà ngươi đã phải gán tội chết cho anh ta chứ? Tôi e rằng không có hợp lý đó. Có thể là hắn nhận lệnh của người khác tới ám sát bổn thừa tướng này. Ngô đại nhân, nói chuyện phải có chứng cứ đàng hoàng. Bổn quan hết lòng vì nước, thế nào cũng có tiểu nhân ganh tị. Vậy thì không thể nào tránh được có bất đồng ý kiến với một vài người ở đây. Và nếu như biến thành thù địch không thể giảng hòa thì có người muốn lấy mạng của lão phù đâu có gì là ngạc nhiên chứ. Chẳng lẽ nào Ngô đại nhân lại nghi ngờ tại hạ? Chuyện này thì ta không được rõ mấy. Phải hỏi là nhiều đại nhân có ý hại ta hay không đã. Người, được rồi, hai vị khanh gia đừng có cãi nhau nữa. Hai người đều là đại thần của quốc gia được trọng dụng. Bản Dương thật sự không muốn hai bên bị mất hòa khí với nhau. Hay là để Bản Dương quyết định đi nhờ. Đại Dương anh minh. Ngô khanh gia tuy nói là bàn quyền ám sát, nhưng thật ra Ngô thanh gia có bị thương hay không? Để khỏi có sự tranh chấp, Bản Dương quyết định đem bàn quyền đánh 30 rồi và trục xuất khỏi quốc. Ngô khanh gia, như vậy khanh bằng lòng chưa? Đại Dương anh minh, thần tại sao lại không phục? Thì không ngờ, mới gặp ngươi có vài ngày thôi thì lại phải chia tay. Ông trời đã chọc vợ tôi thì tôi không có cách nào khác. Bây giờ ở đây không có giữ người thì người phải tự đi thôi. Anh dạm dỡ, văn võ song toàn, Ngụy quốc không giữ anh lại là sự thiệt thòi cho họ. Anh có dự tính gì không? Hiện tại bây giờ tôi cũng chưa biết được, đi rồi hãy tính sau. Nhưng mà anh là người có tài, nhất định có chỗ dung thân cho anh. Nói thì nói vậy, nhưng mà ông trời không bao giờ làm vừa ý người. Không cần bi quan vậy. Nếu như anh trở về Tây Quốc, tôi nghĩ rằng không cần phải dùng võ nữa. Như cô nương, Phong đại ca, anh có thể giúp bạn Nguyên công tử lại đây được không? Tại vì tiểu thư của tôi đã yêu ảnh rồi. Đại Dương, như tự tướng muốn gặp. Cho mời. Dạ. Hạ thần xin bái kiến Đại Dương. Thừa tướng gặp Bản Dương có chuyện gì hả? Hạ thần muốn bẩm cáo về việc bàn quyền. Việc đó đã giải quyết rồi mà, còn nhắc tới làm gì nữa? Đại Dương bớt giận. Thần có một người cháu biết về Tôn Tử binh pháp, rất muốn ý kiến Đại Dương, mong Đại Dương chấp nhận. Là truyền nhân của Tôn Tử binh pháp, là đời sau của Tôn Võ, là binh pháp gia, hạ thần rất muốn trọng dụng. Vậy được, trẫm cũng muốn gặp người này. Thảo dân Tôn Tẩn bái kiến Đại Dương. Ngươi là Tôn Tẩn và muốn gặp trẫm có việc đó hả? Thảo dân nghe gần đây Đại Dương trục xuất tất cả thực khách, cho nên có vài lời tâu. Lại là vì tên Bàn Quyên? Đúng vậy, thảo dân cũng vì Ngụy quốc. Vì Ngụy quốc? Thật ra người muốn nói gì đây? Cũng như là hiện giờ bảy nước đã tranh giành xưng bá, là lúc cầu tài nhược khắc chi thu. Tuy rằng tất cả thực khách không phải là người giỏi, nhưng mà ở trong đó cũng có người tài trí. Nếu mà Đại Dương đuổi đi hết thì các nước khác sẽ lợi dụng, như vậy thì Ngụy quốc đâu có lợi gì. Vả lại trong đó có một người có tài, có thể giúp cho Ngụy quốc được thịnh vượng phú cường, như vậy không tốt sao? Nhưng mà bây giờ thực khách bị đuổi đi đã mang hận trong lòng, nếu như họ dựa vào các nước khác thì họ nhất định tận sức, đó là việc không may cho Ngụy quốc. Theo thảo dân biết, tất cả thực khách nếu mà gặp được minh chủ giúp đỡ thì nhất định sẽ vì nước mà báo ơn. Hơn nữa những người họ là từ nước ngoài tới thì càng biết rõ tình hình của các nước khác, tương lai sau này của Ngụy quốc sẽ điều binh khiển tướng dễ dàng hơn. Nếu xét cho kỹ thì những người từ nước ngoài tới đâu có gì không tốt. Còn nữa, bổn quốc thường coi trọng đồ của nước ngoài, tại sao trọng vật mà không trọng người? Không sai, trong số đông thì không sao tránh được kẻ tốt người xấu,
nhưng mà mình có thể lựa người tài đức để giữ lại cho nước ta. Như vậy có phải đẹp cả hay không? Bàn Nguyên, Bàn Nguyên. Dạ. Đại Dương nhận lời của anh rồi, đừng đi nữa. Tuy là sự việc như vậy rồi, nhưng mà cũng vô dụng thôi. Câu thường nói là một lòng không trung thì trong lòng không có dụng. Vì mọi người đã có thành kiến với các thực khách rồi, nếu như tôi ở lại thì cũng vô dụng thôi. Lần này thì anh có thể yên tâm. Đại Dương cũng là một người quán chủ sáng suốt. Chỉ là vì trong số đông thực khách thì làm sao mà có thể biết được người nào tốt, người nào xấu chứ. Cho nên không thể trách Đại Dương làm vậy. Còn nữa, không lẽ anh không biết tình cảm của em họ tôi đối với anh thế nào sao? Cũng tại việc này tôi càng không muốn trở về. Quỳnh đã biết rồi xuất thân thế nào, làm sao xứng đáng với em họ của Quỳnh chứ? Không thể nói vậy đâu. Anh hùng tử cổ, xuất xứ Hàn Di mà. Hơn nữa bây giờ Ngụy Quốc đang cần người tài. Người tài giỏi như anh, nếu như cố gắng nhất định được trọng dụng mà. Tới chừng đó anh công thành danh toại thì làm sao mà không xứng với em họ của tôi. Hơn nữa tính tình của Dượng tôi rất hiểu. Ông ta chọn dễ, chỉ coi về phẩm đức tài hoa. Còn về tình cảnh gia thế thì ông ta không màng tới đâu. Cho nên điều này anh có thể yên tâm. Không cần lo lắng đâu. Nếu như gặp chuyện gì khó khăn thì tôi nhất định giúp cho anh mà. Nói tóm lại, có việc gì cứ đổ cho tôi. Tấn gì, xảy ra việc gì vậy? Dì Dượng à, con mang lễ vật tới để làm mai mối đó. Làm mối? Làm mối? Ừ. Có câu nam đại đương hôn, nữ đại đương giá. Quán nương là một cô gái mảnh mai, vừa kiếm được chỗ tốt. Ồ, té ra là mối cho quán nương. Ờ. Dượng à, Dượng là một vị thừa tướng, còn quán nương là một người hiền thục. Nếu như mà chọn chồng thì phải là nhân tài phối hợp với lại mỹ nhân. Nếu mà chọn người dễ tốt thì về phương diện tài hoa phẩm đức thì nhất định là phải vượt bậc, có phải không hả Dượng? Tẩn gì, con nói là nói người nào vậy hả? Tôn Tẩn tôi. Ngươi, ngươi làm sao xứng đáng với tiểu thơ? Tôn Tẩn tôi xuất thân thoải mái, văn võ song toàn. Thử hỏi có chỗ nào mà lại không xứng với tiểu thơ chứ hả? Không xứng đáng là không xứng đáng. Tiểu thơ làm sao mà gả cho ngươi được? Cả ngày chỉ cười nham nhở, lôi thôi lết thết, tương lai sau này làm sao có hạnh phúc? Ê Hồng Nô, không được vô lễ. Xin lỗi lão gia phu nhân, nhưng mà hắn... Vào trong đi, ở đây không có việc của con. Con không vào. Còn không vào hả? Dượng à, yên tâm đi, người lấy em họ không phải là con đâu. Ừ? Con chỉ làm mai cho bà Nguyên thôi. Bà Nguyên? Ừ. Không xong rồi tiểu thơ, xảy ra chuyện lớn rồi. Làm gì mà em hốt hoảng vậy? Bà công tử đã ra đi rồi, có phải anh ta trở về hay không? Là Tôn Tẩn đã đem rất nhiều lễ vật và làm mối cùng lão gia phu nhân. Hả? Anh ta muốn cưới em đó hả? Nếu là như vậy thì nó lập tức nhảy núi để tự sát rồi. Nếu không sẽ nhảy xuống biển chết vứt cho rồi. Nhưng mà anh ta muốn cưới tiểu thơ. Ta làm sao như vậy được? À, em đi hiểu rồi. Tại sao anh ta không kiếm công tử về? Tại vì anh ta biết rõ rằng tiểu thơ thích bằng công tử, cho nên anh ta đã cố tình làm như vậy. Sau đó thì lại để cầu hôn, nhưng có phải là thừa cơ hội để lợi dụng hay không? Còn nói là bạn tốt của bạn công tử thì kêu liêm sĩ mà. Vậy ý của cha mẹ ta như thế nào? Lão gia còn đang suy nghĩ. Còn phu nhân thì hình như rất thích về việc cầu hôn này. Không được, ta không thể lấy anh ta đâu. Em cũng hy vọng rằng tiểu thơ không lấy anh ta. Tại sao phải đem đời hạnh phúc của mình mà dâng một tên vô lại như vậy chứ? Giữa hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, làm con thì làm sao có thể chống lại được chứ? Tiểu thơ, có rồi. Hay là mình đi gặp hoàng hậu đi.